Nó bảo là em về ở với anh và không rửa bát thì em chỉ phải ăn tát thôi, không rửa cá thì ăn đá, còn không rửa thịt đấy, thì em về mẹ quê và chăn vịt. Vô đây, vô đây, tao khô máu với mày luôn á. Mày xin nghĩa ha, em nhờ coi người bố láo được bao lâu. Tưởng mà sao nhiên bắt em chưa dịu anh. Nhưng mày thấy ghét quá tao bắt cho bỏ ghét. Chứ cái mặt anh thấy cưng quá ha. Dĩ nhiên, má tao nói tao đẹp trai nhất sớm luôn á. Đẹp trai như khỉ á, nhìn kỹ giống trâu, nhìn lâu giống chó. Vợ thương con thèm thịt chó, vợ thì chưa có, chó chưa nuôi. Tới nhà ngươi. Ngày nay có câu, nhớ cha thương mẹ yêu luôn cẩu. Gậy không cần có, cẩu một cần. Hảo, nhà ngươi cũng sắc bén dữ à. Xin phép ai cả. Ăn dâu không nhiều mà cúi bé tơ lơ. Anh uống đi anh, để lâu được gì. Quần què gì cũng lấy anh ra nói được á. Chửi qua chửi lại, chửi cũng lấy anh ra chửi. Đồ con chó. Rồi khôn cũng nói mày khôn như chó. Ngu cũng nói mày ngu như chó. Rồi xấu cũng nói mày xấu như chó. Khán giả có dạy câu hỏi dành cho mày nè. Hỏi gì chơi? Mày sống đi làm gì? Ăn với ngủ, làm thịt cho người ta ăn nữa. Mọi người hay nói là ngu như heo. Vậy heo có ngu thiệt hay không vậy mày? Hả? Ok, có, ngu vô đói luôn. Khoan, người ta cũng nói là ngu như bò nữa. Vậy mày với con bò đứa nào ngu hơn? Hả? Đương nhiên là tôi rồi. Con bò làm gì có đẳng cấp mà ngu được như tôi, mấy không? Hả? Vậy hả? Ừ. Mày tự tin về cái độ ngu của mày dữ vậy luôn hả? Xua, tất nhiên. Ừ, vậy hả? Xua. Ngu như mày hèn gì bị người ta làm thịt rồi đúng không hả? Trời ơi, tôi bị làm thịt, thịt gì thì thịt tôi ngon chứ đâu phải vì tôi ngu. Mày ngu sao thịt mày ngon hay vậy mày? Vì ngu và ngon là hai chuyện khác nhau. Chưa thấy thằng nào hỏi ngu nhau. Mày ngu vậy, mày có biết tình yêu là gì không heo? Biết chứ, tôi đành lắm. Tình yêu là gì nói nghe coi. Theo những kinh nghiệm làm heo của tôi á, tình yêu là sự rung động của bốn chân giường và sự trần truồng của hai cá thể. Ê, hình như là mày lộn tình yêu với tình dục ấy. Ha ha ha!
mình.